Nam Audio xin gửi lời chào đến toàn thể anh em đang theo dõi kênh của Nam Audio. Để nhận được các cái video mới hàng ngày, anh em vui lòng nhấn vào đăng ký kênh và bấm chuông bên cạnh để được cập nhật các sản phẩm mới nhất bên em. Hôm nay em xin phép test lại một em lọc xì mang thương hiệu Fisher có model là EQ2322 cho một anh trai ở dưới Quảng Ninh. Anh trai đã đăng ký kênh và xem và nhận hàng giúp em ạ. Rất cảm ơn anh đã ủng hộ shop. Đây là góc cạnh của em nó. Fisher anh em nhé. Hàng Nhật xuất Mỹ, máy chạy điện 120V. Anh khách này thì đã có yêu cầu là nhờ bên em lắp thêm một bộ chuyển điện thành 220V và sau khi cho kỹ thuật làm và đã ok. Và em muốn test lại một lần nữa trước khi đóng gói để chuyển cho anh. Em này thì như trên bài của em cách đây khoảng vài hôm thì em đã test rồi và cũng sử dụng được hai tính năng là hai cổng kết nối đầu vào, cổng tép này và đường lai. Em đang sử dụng cổng lai. Đó. Đây là tính năng qua quai hay không qua quai. Tắt đi thì cái đèn này nó mất này. Đó. Khi tắt thì cái cần điều chỉnh này nó không có tác dụng anh nhá. Đấy. Anh lưu ý khi muốn sử dụng quai là phải bật nó lên. On off. Đèn nó sáng thì bắt đầu hiệu chỉnh. Đó. Anh nghe tiếng mất tiếng tép chưa? Bây giờ gảy lên. Đây, góc cạnh rất là đẹp. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến các cái sản phẩm thiết bị audio có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0981 956 486. Máy rất đẹp anh em nhé. Hàng bên em thì luôn cam kết là bao zin bao nguyên bản đến với tay người tiêu dùng và chính sách vận chuyển rất là linh hoạt. Nếu mà anh chị em mà chuyển khoản đủ 100%, bên em sẽ miễn phí ship dù anh em ở bất kỳ nơi đâu. Còn nếu mà anh em muốn mua cốt thì vui lòng cọc trước cho em 10% giá trị sản phẩm, sau đó thì bên giao nhận mang đến và thanh toán nốt số tiền còn lại, với điều kiện là bên anh em phải chịu ship anh em nhé. Anh chị em nào mà khu vực Hà Nội hoặc lân cận thì có thể qua trực tiếp shop của em tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời Hà Nội để xem hàng và nghe thử. Một lần nữa Hoàng Nam Audio xin cảm ơn anh Giai ở dưới Quảng Ninh đã theo dõi kênh và ủng hộ bên em sản phẩm đó là lọc xì Fisher. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của Hoàng Nam Audio. Hẹn gặp lại các bác ở các cái video tiếp theo. Chào các bác.